xin chào các bạn gồng xa trong nước cũng như ngoài nước, các bạn trên Facebook và các bạn YouTube. Trong những năm gần đây thì Quang Đẩu cũng có một cái sự hỗ trợ của các bạn tham gia YouTube cũng như là trên Facebook, có những anh em đã đồng tình ủng hộ cho cái kênh của mình ngày càng phát triển. Và đến ngày Noel và trong cái mùa đông lạnh giá, mà nói chung là năm nay thì nhà Quang Đẩu thì không có làm một cây Noel nào hết cả. Con gái đi về trốn dịch rồi chuẩn bị cho cái Noel, nhưng mà bất hạnh lại đi thành phố đi làm lại rồi. Và nói chung năm nay cũng không được vui, thì thôi. Quang Đẩu cũng thành thật xin cáo lỗi với các anh chị em mình gần xa. Thay vì có cái Noel và trên đầu đội chiếc mũ ông già Noel, mặc chiếc áo ông già Noel để cùng chúc vui cho cái ngày Noel anh em mình vui vẻ, nhưng mà xin cáo lỗi, mình cũng mong muốn rằng để có đôi lời để chúc sức khỏe gia đình, đại gia đình của các anh chị em mình trong nước và cũng như ngoài nước vui mùa Giáng sinh, được an lành, có sức khỏe tốt để hưởng ứng trong công việc đời sống hàng ngày của mỗi người tùy thích và đã lựa chọn cho mình một con đường đi. Các bạn cũng đã nghe cái âm hưởng của cái bài Jingle Bell. Lâu quá, nói chung là em những cái năm nó nói mình nó dài dòng, những năm mà không có dịch thì gia đình chưa có nhà nghỉ thì nói chung là đi chơi cũng phải bớt tới sáng luôn, nhà bạn đi ăn rồi đi vô. Chúc mừng Giáng sinh cho gia đình bạn. Còn những năm gần đây thì nói chung là vì đời sống của gia đình và cái mà coi như là dịch dọc nhất là mình bị mắc nạn Covid, cho nên là cái tình hình không thể vui được. Thì thôi, một lần nữa xin chúc đại gia đình, các anh em trong nước cũng như ngoài nước, trên Facebook cũng như YouTube, một lời chúc sức khỏe, vui Noel, an lành. Xin chào các bạn. Và cũng không gì hơn, trên tinh thần văn nghệ, nói chung là mỗi anh em mình có cái sở trường nào thì mình vui sẽ được đó. Riêng bản thân mình thì nói chung là mình vừa rồi cũng đã phổ thơ cho một số anh chị em, bạn bè trong nước và ngoài nước. Hay dở gì cái đó là coi như là thôi, có phá thơ như thế nào chăng nữa thì các anh chị em mình rất thông cảm vì cái cảm xúc của mình lúc như thế này, lúc như thế kia trong cái tiết tấu âm nhạc, cho nên là các anh chị em mình rất hết sức thông cảm. Thì nói phá thơ như vậy thôi, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm của nhà thơ và đến với nhạc sĩ. Và hôm nay ngày Noel thì không gì hơn, mình cũng có cái kèn harmonica mà anh nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ đã tặng cho mình vừa rồi đi một cái chiến dịch trở về hồi hương, đi ngang qua nhà Nguyễn Tấn Hỷ và Nguyễn Tấn Hỷ đã tặng cho mình cái harmonica này. Chung là lâu quá không có thổi thì nó trục trặc thôi. Nói chung có âm hưởng Noel cho nó vui vẻ.
Yeah.